qua đi Huế đang hiện đi công việc thôi. Tới là Phúc nghỉ nè, tới là Na nghỉ nè. Na trên kia. Hắn răng rồi biết. Nhưng mà ý là cái chân hắn răng, em thấy rồi. À, chắc còn vi mà trong. Ta định kêu hắn xuống coi nhưng mà hồi hôm ta nhớ bữa hôm trước ta nằm mơ. Giấc mơ kinh khủng. Không, nhưng mà liên quan tới mặt họ thôi, ý là gì nằm mơ gì đang cái mặt họ có gì á, cái gì khui răng mà nó cái xương á. Cái xương lòi ra mà cái ống xương nó cái ống xương luôn à, ngay chỗ này nè, à, cái ống xương nó cái nước nó trào trào ra nước á, nước ở đâu á, ở trong cái xương nó trào ra không ngừng nghỉ. Đây chị lấy bông gì nhát vô nhát vô cái dừng dừng xong chặt cái xong chị gỡ ra ọc tiếp, xong chị nhát vô cái chị để đi chặt cũng thấy cái xong rồi chập á, bà ngầu dạ thấy bình thường không bị chết. Trời, thấy kiểu rất là lạ mà lần đầu tiên mình gặp cái hiện tượng lạ đi. Chắc ta làm nhiều quá, ta tẩu quá nhập ma mơ. Cái đèn lé mắt luôn. Cho chị cái bông bông nước mưa. Rửa hút mụn chưa? Hút bằng tay rồi thử hút cái nơi phải cẩn thận da mỏng da đồ là... ít nhất một đứa sẽ bị máy mới không khác máy cũ máy bình đuôi mát luôn á, vô trong con ngư luôn á. Ăn gì thân vật mà rồi cha này xin vẫn còn nằm ở trong mát á. Mà nó vô thẳng luôn ghê ta. Cái nhà này không có người quay con nó đang không thấy không có một video mua lên
Ủa, hôm nay cũng quay được chứ ta? Quay được má, quay được má, chắc không có ca đó chứ. Ừ. Chắc không có ca mua nấu trộn. À, bữa nay chị kêu được được xí rồi quay. Còn rảnh thì phải quay. Có chứ không có cũng để biết là chỗ của Anna Na, cái chân Na là chỗ nó có cái găng nên nó cong nên mà hôm trước chị lâu rồi đóng chỉ rồi đó, bị họ tử ờ cũng may chị chi. Mà nghe nó ở Huế là mà đang lại tệ cái ta hay là ở đâu ta cũng rõ nữa. Biết không, bài để cho bé Mai qua nó là không phụ được rồi. Đây là bài để Mai qua bên nó là có chi phụ được rồi. Làm bên gì? Đỏ chi chắc cục mụn á chị. Ừ. Nhãn sưng chứ đâu đâu không có rồi mà nhãn là đột biến thực dạng bệnh tật. Chị cũng bác sĩ làm mà hả chị? Chị làm thứ ba lần. Ngày thì quay nhiều, ngày chẳng có cam.
rảnh là vẫn ca bình thường, thường cũng quay thế là rảnh á, còn bận thì mình không nói, quay cho vui. Mụn khó chịu thế, viêm viêm viêm. Cái này nó ngứa vậy sợ không?